Đối tượng bị bắt là Ngô Ngọc An, sinh năm 1965, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Theo thông tin từ cơ quan công an, vào tối ngày 12 tháng 5, chị Nguyệt nhận được tin báo của một người dân về việc con gái 7 tuổi của chị bị ông An dâm ô tại xưởng cơ khí của gia đình ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A. Kiểm tra camera an ninh, toàn bộ hành vi của ông An đã được ghi hình lại. Gia đình nạn nhân đã bàn giao hình ảnh trích xuất từ camera cho cơ quan công an để làm chứng cứ và xử lý theo quy định pháp luật.